chào anh em. Em lên sóng Thanh Lý cặp loa Kenwood VH55. Đây là một dòng loa khá là hay. Nó có phân tần anh em nhé, củ từ loa từ kép luôn. Đấy, loa rất là chất, tuy nhiên thì cặp này nó xấu. Cho nên là em thanh lý giá rẻ thôi, 450.000 bao ship cho anh em. 450.000 bao ship anh em, dòng này có phân tần luôn, loa rất gấu nhá. Có một cái nó xấu quá thì em bán giá thanh lý thôi. Đây em quay luôn hình thức nhá, xấu là vì như này. Đây, mặt trước thì cũng tương đối đây. Nãy đang bóc dở cái đề can nhưng mà thôi bạn chả bóc, các bác về các bóc nốt cho em nhá. Mình bóc hết, lột hết ra, mình chơi màu vàng. Hoặc nếu mà không ấy thì mình dán, mình mua về, mình anh em nào có tay nghề mình về mình dán lại đề ca. Đấy, cho nó đẹp nhá. Đấy, em quay mặt sau luôn này. Loa thì cũng tương đối là vuông vắn, không có vấn đề gì cả. Đấy, công suất hai loa là 60W và trở kháng là 6Ω. Hai loa cùng CD cùng cặp. Phân tần to gấu luôn anh em nhá, dòng này có phân tần lớn lắm. Đấy, một cái là nó bị bong đề ca. Cái loa nhìn nó cũng xấu, cái loa nó cũng được đẹp lắm. Cho nên là em bán thanh lý thôi, 450.000 bao ship thôi. Anh em nào về dán thùng chế cháo nghe hoặc là nghe chống cháy nhá. Rồi mời anh em nghe qua cái chất âm chút xíu của cặp loa nhá. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh, đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Tình em tựa như cơn gió vụt qua đã mất. Anh hỡi nếu tình mình đến thế thôi, như chiếc lá vàng rớt rơi bên thềm, lòng anh vội. Cái can nó còn đầy đủ anh em nhá. Đấy, bẩn tí anh em về ngâm nước Omo giặt là sạch bóng này. Đấy, anh em nào lấy được thì liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Xin nhớ lại cặp này em thanh lý giá là 450.000 và bao ship cho tất cả anh em. Tôi xin cảm ơn tất cả anh em nhé.